giá dầu diesel tiếp tục tăng 410 đồng một lít vào ngày 20 tháng 9, ở mức 23.055 đồng một lít, khiến ngư dân đang chuẩn bị phiên biển mới gặp nhiều khó khăn. Ông Đinh Bền, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền trưởng một tàu cá cho biết, tàu ông có công suất hơn 700 CV, mỗi chuyến biển nạp 7.000 lít dầu để chạy các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa khai thác hải sản. Giá dầu tăng cao đã tăng thêm gánh nặng cho chuyến biển. Theo ông Bền, mỗi chuyến biển khai thác 11 đến 12 tấn cá, mùa này tàu ông khai thác cá đỏ, sản lượng không nhiều nhưng ông và các ngư dân kiên trì bám biển, chấp nhận bù lỗ chi phí nhiên liệu bởi thuyền của ông là cần câu cơm của 17 thuyền viên cùng ở đảo Lý Sơn. Còn ông Nguyễn C, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, cho biết mỗi chuyến biển ông nạp 400 lít dầu. Ông nói, đánh bắt trên biển trúng cá thì bù chi phí dầu, còn nếu không trúng, thua lỗ, thì phải cho nằm bờ. Mà cho tàu nằm bờ thì sốt ruột và dễ hư hỏng tàu, thành ra cứ phải bấm bụng ra khơi. Quảng Ngãi có trên 4.200 tàu cá, 37.000 lao động, chi phí tăng cao khiến chủ tàu lo gánh nợ vì không đủ bù đắp chi phí sản xuất.